ở Nha Trang, nó hơi xa, nó ở gần xa, từ Sài Gòn Nha Trang mất Sài Gòn. Nên bạn không có cần mấy phải chục ngàn thước vuông ở ngoài Vũng Tàu làm resort đó, mình khương Long Thuận trên Vũng Tàu có chục ngàn ra rộng Lâu bự lâu có ra thăm không? dẫn nhau Mấy hàng cái hương gì, dẫn nhau ngồi nhậu hoài cuối tuần nóng quá. ở Cái Hương, anh Hương là cái họ gì đó? Hương sẵn năm Hương